Về vụ 7 thi thể đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tối 29 tháng 9, Công an thành phố Phú Quốc cho biết đã tìm thấy trong ví của hai nạn nhân có hai căn cước công dân do Trung Quốc cấp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 9 tại khu vực biển Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, người dân phát hiện hai thi thể trôi dạt vào bờ biển nên đã báo cáo cho cơ quan chức năng. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 thi thể trôi dạt vào bờ. Bước đầu, công an đã xác định được những thi thể trôi dạt vào bờ biển có cả nam và nữ, chưa xác định được danh tính cụ thể. Các thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Thời gian gần đây, công an Phú Quốc không có tin báo nào liên quan đến người dân bị mất tích. Trong số các nạn nhân, có hai căn cước công dân của Trung Quốc. Thưa quý vị, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nhân thân và nguyên nhân của vụ việc này.